Lê nộ. Lê thì ai cũng biết rồi, khi mà chúng ta học sơ cấp đúng không? N3, N4, N5 mang ý nghĩa là ví dụ. Thì ở đây, lê nộ mang một ý nghĩa khác. Rồi, một tên cô ấy, từ này rất là hay. Từ này đọc có, nghe có, mọi người ghi lại nhá. Mọi người mà làm thì phạm pháp rồi, sẽ bị trục xuất khỏi nước. Ví dụ ở Nhật, một cái là người ta sẽ cho mình về Việt Nam luôn. Một vé là đi về là không quay trở lại luôn. Nếu mà mình phạm luật, phạm pháp nhá, và nặng ấy. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tango học chọn lọc từ vựng N1 cơ bản trong giáo trình Tango 3000 N1. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần số 5 nhé. Ok, chuỗi này thì mình đã làm rất là nhiều phần rồi. Và nếu như bạn nào mà chưa xem 4 phần trước thì xem sẽ để link ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể check 4 phần trước đấy nhé. Và xem trước khi đi vào phần số 5. Ok, các bước thì mình cũng sẽ không nhắc lại nữa. Tại vì trong 4 phần trước lúc đó cũng nói rồi. Hãy chúng ta sẽ cùng đi vào danh sách những từ hôm nay mình sẽ học gồm có 30 từ sau đây nhé. Các bạn hãy dừng màn hình lại khoảng 10 giây, nhìn lướt qua một lượt xem là có nhiều từ mình quen thuộc không. Những cái chữ Hán này mình đã bao giờ gặp chưa, đã biết chưa? Hãy, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Từ đầu tiên, lê nộ. Lê thì ai cũng biết rồi, khi mà chúng ta học sơ cấp đúng không? N3, N4, N5 mang ý nghĩa là ví dụ. Thì ở đây, lê nộ mang một ý nghĩa khác, đó là cái lần trước, cái đó, cái đã nói rồi. Khi mà người ta dùng lê ấy, thì ở đây mang ý nghĩa là chủ thể được nhắc đến trong câu. Đó là chủ thể mà người nói và người nghe đều đã biết trước và đều đã hiểu nó là cái gì. Chẳng hạn như là khi mà sensei nói chuyện mọi người, sensei bảo là lê no hanashi, cái câu chuyện đó thì không mọi người không để ý đâu. Thì lúc này cả người nói và người nghe đều biết câu chuyện đó là câu chuyện gì rồi, thì mình mới dùng được cái cụm này nhá. Hay là ủi cái vụ đấy bây giờ rất là hot luôn, cái vụ đó bây giờ đang được rất nhiều quan tâm. Khi mà dùng là lê no ken, tức là người nói và người nghe đều đang biết là cái vụ đó, đây là cái vụ gì, được chưa? Đấy, cái cụm này rất là hay nhá, trong nghe hiểu được một là hay có. Rồi, 私たちは今日から毎年例の家族旅行で三重と熊本に行きます。Đúng không? Chúng tôi thì kể từ ngày hôm nay sẽ đi Mie và đi Wakayama, đúng không? Và đây là cái nơi du lịch mà mỗi năm, đúng không? Gia đình tôi đều đi đến đó, đúng không? 例の家族旅行, lúc này mày nghĩa là ai? Người trong cuộc ai hiểu là cái chuyến đi du lịch của gia đình đó là chuyến đi du lịch nhà dùng. Chúng ta sẽ dùng nhá. Tiếp từ số 2 đó là omomuki, có đúng một chữ Hán thôi. Mọi người nhìn chữ Hán này quen không? Thì chúng ta đọc là omomuki nhá, vậy nghĩa là sắc thái này, phong cách hoặc là hương vị. Đồng nghĩa với nó chúng ta có từ fuze, thi vị hữu tình dùng trong văn viết nhiều là chế đúng không? Kono machi wa rekishiteki na omomuki o nokoshiteru, tức là rekishiteki na omomuki, tức là đọng lại rất là nhiều cái hương vị lịch sử. Khi mà đến đây chẳng hạn như mình đến Hội An, mọi người chắc chắn là đi du lịch Hội An rồi đúng không? Hội An Đà Nẵng thì mọi người sẽ thấy là ở đó vẫn còn đọng lại hương vị lịch sử. Đấy, tức là mình vẫn cảm nhận được cái không khí lịch sử ở cái nơi này, ở cái thành phố này, ở cái thị trấn này nhá. Rồi, tsugi, chúng ta đến với okuraseru. Cái này nhanh nên là dễ này, mình đi nhanh nhá. Okuraseru làm trễ nải. Làm trễ cái gì đấy, ví dụ như làm trễ kế hoạch, hay là làm trễ kế hoạch đã là xong trước đấy rồi nhưng mình lại bị trễ mất một tuần, mình có thể dùng cái này. Trong câu này mọi người sẽ thấy là vì thời tiết xấu nên đã làm trễ nải cái việc công trình người ta sửa đường ấy, đúng không? Okuraseru nhá, okuraseta. Rồi, một tên cô, từ này rất là hay. Từ này đọc có, nghe có, mọi người ghi lại nhá. Một tên cô lý tưởng, thích hợp, vừa vặn để làm cái gì đấy. Nó sẽ đồng nghĩa với từ saiteki này, thích hợp nhất để làm cái gì đấy. Hai, kono atari wa kōtsūryō ga sukunai node sanpō ni motte ko. Cái nơi này rất là thích hợp để đi bộ mọi người, tại vì lưu lượng giao thông qua đây ít, ít xe cộ nên là quá lý tưởng cho việc nếu bạn muốn đi sanpō, bạn đi dạo thì bạn đi ra đây nhá. Đó. Hoặc là như mọi người biết bây giờ đang là tháng 9, tháng 10 và bắt đầu vào mùa thu đúng không? Thì mùa thu là một mùa thích hợp để đọc sách, rất là chill đúng không? Aki wa dokusho ni motte koi kisetsu da. Mình sẽ nói câu như vậy nhá. Hãy, rồi, tsugi. Thên thên tổ, đây là một cái phó từ, tố là phó từ rồi. Giải rác mọi người, đồng nghĩa với nó có tên dài này. Thằng này giải rác nhiều trong câu ví dụ này. Eki kara ie made no michi ni wa konbini ga thên thên tổ aru. Tức là có ở điểm này điểm kia, một vài điểm là sẽ có điểm này điểm kia. Thì chúng ta sẽ là giải rác có ở một vài chỗ, một vài điểm. Đôi khi cũng sẽ dịch là lác đác có một vài chỗ nào đấy nhá. Mọi người nhớ cái phó từ thên thên. Rồi, tsugi. Tsui hô suru. Tsui hô mà nghĩa là trục xuất, đánh đuổi hoặc bài trừ ai đấy, nhưng mà chủ yếu dùng với nghĩa trục xuất nhé mọi người. Mà trục xuất vĩnh viễn sẽ là eikyū tsui hô, đúng không? Chẳng hạn như là machi kara bōruku wo tsui hô suru campaign desu ne. Campaign là một cái chiến dịch okonawarete, tức là đang có một cái chiến dịch đấy, là sẽ bài trừ
cái việc bạo lực đúng không? Ví dụ từ bạo lực trong công ty, bạo lực trong gia đình, ở bất cứ đâu mình sẽ thực hiện bài trừ cái bạo lực, tức là khuyến khích mọi người là không nên làm như thế. Thì chúng ta dùng từ suy hô sư lực nhá. Ở đây là bài trừ bạo lực này, bô đi không? Suy hô sư lực. Khi mà đi với người, mọi người sẽ thấy có cụ đó là khục cư gai suy hồ, tức là bị trục xuất ra khỏi nước. Mọi người mà làm gì phạm pháp rồi sẽ bị trục xuất ra khỏi nước. Ví dụ ở Nhật một cái là người ta sẽ cho mình về Việt Nam luôn, một vé là đi về là không quay trở lại luôn, nếu mà mình phạm luật phạm pháp nhé, và nặng ấy. Gai tô sư lự, tương ứng phù hợp với cái gì đấy. Ồ, chúng ta có gai tô xạ này. Trong câu này mọi người nhá, gì chi tai là gì xin tai sắc cô gì ni gai tô sư lự ta tê mô nô chô xạ xạ, đang khảo sát đúng không, chính quyền địa phương đang khảo sát những cái tòa nhà nào phù hợp để làm cái nơi mà gọi là đối sách. Khi đấy thì ví dụ có động đất xảy ra thì người dân sẽ vào đấy để trú ẩn, vào đấy sẽ ở tạm đúng không. Thì ở đây chúng ta có từ gai tô sư đựng. Cái bản chất từ này thì mọi người sẽ hiểu dê dê, đó là aru jô kiện hoặc là aru mà kikaku, một cái điều kiện này hoặc là một cái quy chuẩn nào đấy, và nó sẽ đồng nghĩa với từ aru jô kiện ni atehamaru koto, việc là mình phù hợp với cái điều kiện người ta đưa ra, mình có một cái gì đấy tương ứng với điều kiện người ta đưa ra, thì chúng ta sẽ dùng cái cụm này nhá. Bản chất nó sẽ đồng nghĩa với từ atehamaru đấy. Hoặc là khi mà mình giới thiệu những cái sản phẩm phù hợp cho khách hàng, mình cũng có thể dùng cụm là gaito shohingo shokai suru. Rồi, ok. Hãy yuzu. Mọi người ơi, yuzu rất là quen, hạt tượng này mang ý nghĩa là linh hoạt, linh động trong việc gì đấy nhá. Majime na yoihito dakedo, mặc dù đây là một người tốt đúng không, rất là nghiêm túc, một người tốt rất là nghiêm túc, rất là thật thà, nhưng mà yuzu ga kikanai node komaru, nhưng mà cũng sẽ gặp khó khăn bởi vì không có tính linh động, chỉ được cái thật thà thôi và là tốt bụng thôi, nhưng mà trong công việc hay là trong tính cách hay một số trường hợp người ta không có biết linh động linh hoạt trong cách xử lý thì cũng sẽ rất là thiệt thòi cho bản thân mình hoặc là bất lợi cho bản thân mình. Thì mình sẽ có cụm yuzu kiku hoặc là kikanai, người có khả năng linh động linh hoạt hay là không nhá. Ngoài ra thằng này khi mà đi thi ấy, nó sẽ đi thi với những câu về tiền bạc, chẳng hạn như là tiền vốn shikin, mọi người nhớ nhá. Thì khi mà đi với tiền bạc tiền vốn này, shikin o yuzu suru chẳng hạn, sẽ là mình có thể xoay được tiền vốn từ đâu đấy. Ví dụ mình kinh doanh khởi nghiệp, mình xoay được tiền vốn, mình xoay sở được, mình vay mượn được từ bố mẹ, từ bạn bè đấy, thì mình cũng sẽ dùng với chị kinh mãi, nghĩa là xoay được, mượn được tiền từ ai đấy nhá. Mọi người ghi lại okata. Okata mang nghĩa là đa phần là, chẳng hạn như okata no toshokan wa betsuyobi ga yasumi da, hầu hết các thư viện thì sẽ đều có lịch nghỉ là vào thứ hai, hay là cái kết quả của tuyển cử đúng không, bầu cử senkyo no kekka wa okata sonna mono daro, kết quả bầu cử thì đa phần sẽ là như vậy thôi. Cái điều này cũng dễ hiểu mà đúng không, chẳng hạn mình dùng câu này trong kaiwan thì chúng ta dùng okata. Omakana. Omakana là đại khái, sơ lược, tức là nó không có đi vào chi tiết cụ thể mà nó chỉ là tổng quan chung thôi. Cùng với CD nhìn câu ví dụ nhá. Shokuin wa chiji ni omakana yosan o hokoku shita, tức là nhân viên thì đang báo cáo về cái yosan, dự toán ngân sách, nhưng mà ngân sách gọi là gì ạ, sơ lược khái quát thôi, chưa phải là chi tiết cụ thể, chưa phải là đã là chuẩn chỉ 100% đúng không, báo khái quát ngân sách tổng với cả chiji là ai ạ, gọi là chủ tịch thành phố đấy đúng không, tỉnh trưởng, hay mình gọi là chủ tịch thành phố đấy, rồi chủ tịch tỉnh. Ok, ensen, dọc theo tuyến đường, hàng tự như thế nào nghĩa đúng như vậy luôn, đúng không? Ở cái dọc theo cái con phố này thì được người trẻ rất là yêu thích. Ví dụ ở Hà Nội thì mình rất là hay đến nó Phan Đình Phùng chụp ảnh vào mùa thu, tại vì đường đấy rất là đẹp, nhiều cây, đúng không? Rồi, thế thì ở đây tôi muốn giới thiệu cho mọi người một cái câu, chẳng hạn như mọi người muốn nói là cái dọc ở cái con đường này thì có rất là nhiều điểm mà có phong cảnh đẹp, mình có thể chụp ảnh. Đó, この ensen には景色のいいところが多いですので, như nào đấy, mình để cho rất là nhiều. Mọi người có thể dùng câu đấy trong kaiwa nhé. Rồi, tiếp theo, gyu gyu to, chật cứng nhá, chật mà gọi là cứng ngắc luôn, nó không có chèn một cái gì vào được nữa. Nghĩa là, cho câu ví dụ này, rush hour no densha, cái tàu mà tàu giờ cao điểm với mọi người, trời ơi, gyu gyu to, không có nhét thêm một người nào luôn, bởi mọi người đứng rất là sát nhau và cực kỳ là đông rồi. Thì chúng ta dùng đến cái phó từ là gyu gyu to, hoặc là ở đây đến từ gyu gyu da, ok chưa? Hay gyu gyu sumeru này, đó mọi người nhớ không ạ? Rồi,
Kai Su Suru về bến không đón khách, những cái xe buýt ấy mọi người, xe buýt mà về bến không đón khách, mọi người ở Việt Nam mọi người đi xe buýt mà nó để cái biển là Kai Su là nó đang về bến mà không đón khách giữa đường không? Đó, Kai Su chặn xe về bến nhá. Đến giờ phải về bến rồi. Kono basu wa Kai Su da kara josha dekinai, bạn không lên tàu đâu, vì đây là xe đi về bến, không phải là xe đi đón khách, đúng không? Mình biết thêm được cái từ Kai Su này chẳng hạn như nó có trong mấy bài nghe hiểu thì mình sẽ biết dùng với tàu, xe, chưa? Rồi, hikishimeru. Hikishimeru là siết chặt, tập trung vào cái gì đấy. Khi mà chúng ta lái xe đúng không? Kiyu hikishime nakereba ikenai. Mình phải siết chặt cái ki của mình ở đây. Ki ở đây nghĩa là cái sự tập trung nhá mọi người. Cái sự chú ý của mình, cái khí của mình, tức là mình dồn cái tâm của mình vào đâu đấy. Thì chúng ta có kiyu hikishimeru là chúng ta tập trung, chúng ta siêu chiêu, dồn hết sự chú ý của mình vào đâu đấy. Lái xe mà bất cẩn một xíu thôi là gây ra tai nạn ngay, nên là nhớ cho riêng cụ này nhá. Hai, thozakaru. Thôi là xa đúng không? Thozakaru là xa dần, miêu tả cái khung cảnh này nó đang xa dần đúng không? Khi mà đoàn tàu khởi hành đúng không? Thì cái khu kiểu phù kề phong cảnh của quê hương đang xa dần trong mắt tôi đúng không? Con tàu nó chạy đi và mình bỏ lại quê hương phía sau, mình nhìn cây nó xa dần. Như các bạn xem anime thì khung cảnh này rất là quen thuộc đúng không? Thozakaru. Hai, rồi bây giờ mình sẽ nối một chút nhé, xem mọi người có nhớ những từ vừa rồi không. Nào đầu tiên mọi người sẽ dành ra 5 giây nhé. Hay đầu tiên omomuki, mọi người nhớ không? Phong cảnh nơi đây, khi mà tôi đến tới đây tôi cảm thấy là vẫn còn một chút cái hương vị lịch sử, mình vẫn cảm nhận được cái tính lịch sử ở cái địa điểm này đúng không? Omomuki. Hay sắc thái, phong cách hoặc là hương vị. Rồi umakana, umakana yosan. Đó, khoảng ngân sách, khoảng dự trù, nhưng mà đại khái sơ lược thôi chứ chưa cụ thể và chính xác 100%. Kiyo hikishimeru, tập trung vào cái gì đấy, chẳng ngày thi sắp đến gần rồi nên là phải tập trung vào ôn thi thôi đúng không? Hay là tập trung lúc lái xe này. Đó, hikishimeru, siết chặt tập trung nhá. Gyu gyu, tàu điện trong giờ cao điểm, mọi người nhớ không? Chật cứng, chật ních, toàn người là người thôi, không có di chuyển được luôn ấy. Hay kaiso, mọi người nói cái gì? Kai Su kìa. Hai, xe về bến, tàu về bến không đón khách nữa đúng không? Gai To Suru sẽ đồng nghĩa với Atehamaru, đi với điều kiện này, quy chuẩn nào đấy và mình có cái gì đấy phù hợp đúng không? Gai To Suru. Chuiho, Goku Gai Chuiho, trục xuất về nước hoặc là bài trừ bạo lực đúng không? Boryoku Chuiho Suru, bài chiến dịch, bài trừ bạo lực trong gia đình hay là trong xã hội. Rồi yuzu có hai cách linh hoạt này, yuzu kiku hoặc là kikanahito đúng không? Người có linh hoạt hay không, có linh động trong cách xử lý hay không, khôn khéo hay không, còn đi với tiền bạc như là tiền vốn shiken thì sẽ là gì ạ? Chúng ta xoay được tiền hay không, chúng ta có vay vốn được hay không. Rồi tiếp theo từ số 16 chúng ta có sashikakaru, tiến gần đến cái gì đấy nhá. Chẳng như là nó tiến gần đến cái khu sa tên là cái ngã tư đúng không, thì đèn bắt đầu chuyển màu đỏ rồi, tiến gần đến cái gì? Sashikakaru.